chụp ảnh là để lưu giữ lại những khoảnh khắc dễ biến mất khỏi trí nhớ của chúng ta, và tớ chỉ mất có hơn 2 triệu để lưu giữ những khoảnh khắc này. Tớ là một đứa rất thích chụp hình, chụp cả mình và chụp tất cả những khoảnh khắc xuất hiện trong cuộc sống, vì tớ sợ là một ngày nào đó tớ sẽ quên mất những giây phút tuyệt vời đó. Nhưng mà lạ thật, đây là lần đầu tiên tớ đi chụp hình chân dung đấy. Giây phút tớ quyết định nhắn cho là VM để chốt lịch chụp chính là giây phút tớ nhìn thấy những thước phim này của bạn Ly Phạm chụp ở đây. Quá xinh. Sau khi được take care từ đầu đến chân thì bắt đầu make up và làm tóc. Theo tớ thì ảnh có đẹp hay không thì 60% là do hai bước này đấy. Nên là ở đây make khá kỹ, sau hơn một tiếng thì cũng xong xuôi, lên thẳng phòng chụp luôn. Mình luôn sợ chụp chân dung vì chụp gần thì mặt lệch hay là khuyết điểm gì trên mặt sẽ rõ mồn một. Nhưng mà các anh chụp ở đây rất là biết cách căn chỉnh góc nào mình đẹp nhất này, và hướng dẫn cả cách pose dáng cho một đứa mà các anh bảo là nhỏ này xinh mà sao không biết điệu nhở. Ê, khép mặt. Trời ơi, vai để cao lên. Trong lúc chụp hình thì thi thoảng lại tăm tia lên trên màn hình to đùng này xem là mặt mình đã xinh chưa, góc đó có ổn không để điều chỉnh lại sao cho hài hòa nhất. Lớp ảnh gốc thôi nhưng mà trông màu trong veo, và tự dưng thấy mình ở giây phút này cũng xinh đẹp đấy chứ. Chưa chắc là trong vài năm nữa cái nét xinh đẹp của tuổi đôi mươi này vẫn còn, nên là nhờ những bức hình này lưu giữ lại giúp mình nha. Sau khi chụp xong thì mình ngồi và lọc ảnh tại chỗ luôn. Có cái đẹp và có những cái chưa được đẹp, nhưng mình nghĩ là dù đẹp hay chưa đẹp thì đó cũng vẫn là mình. Anh là tấm gương phản chiếu mà, nên có thế nào thì mình cũng rất vui, vì sau này sẽ có cái nhìn lại và khoe với con cháu rằng ngày xưa bà hay là mẹ của chúng nó cũng đã từng rất xinh đẹp đấy nhá. Cuộc đời này là màu hồng, mẹ nói lúc con ra đời.